Phúc đang chơi vượt chướng ngại vật nha các bạn. Cao lên, bước cao lên. À, bắt chấn xạ. Bắt chấn xạ cao lên. Bắt chén xà lên đó Phúc. Đang trong khu vui chơi nha các bạn, bắt đầu đi Phúc chạy nha. Chúng cái tay hả? Em muốn thằng đỡ đó. Đó, đục xuống đi. Đá sau lưng kìa. Rồi sập thì sao? Đi mạnh lên sao? Rồi không chạy được không ạ? Chơi đánh võ nha các bạn. Chạy rồi đánh võ đi. À, chơi với bạn nè. Lại đây. Rồi quay mấy em, quay mấy bạn nhỏ nữa nè. Bạn nhỏ đi lại đây. Trời lần hai trái luôn. Trả lần hai trái luôn. Ôi. Nấp mà. Nấp mà. Bắt đầu. Ha
đi chơi vào khác đi. Bạn này chơi dữ quá. Chạy thôi, chạy chạy. Chở xe ra đi. Chạy đi thôi, thua rồi, chạy đi. Rồi, thua. Bạn nó nấp kìa. Dạ, gì ghê vậy? Thôi định chạy đó. Rồi, giờ chơi với em đi. Chơi giục nó em, giục nó, giục nó, giục nó. Giục nó em, giục nó em, giục nó em. Rồi, mọi người đã té rồi. Chạy luôn. Chạy đi, chạy đi. Chỗ nãy nhức đầu quá. Sao vậy? Đừng có vô mắt á, ơi đừng có dục vô. Đừng chọi vô mắt. Không có chọi qua chọi lại. Chơi được, chọi vô mắt á. Ừ.
không có chọi, chọi vô mắt á. Nhìn đây nè Phúc. Cái dao. Đúng rồi. Đây là cái dao giết Phúc đang tách cái cục gạch ra nha các bạn ơi. Phúc làm gì? Rồi. Phúc quay mặt qua đây. Cái gì?